Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái dự án testnet, tức là thử nghiệm ở và chúng ta hỏng lại AirDrop hoặc là test cho chip sau này nhé các bạn nhé. Dự án là Chubby Swap. Đây là một cái dự án multi-chain. Dự án này thì chúng ta sẽ sử dụng chain OPBNB L2. Nếu mà các bạn nào mà chưa tham gia dự án này thì các bạn có thể tham gia và chúng ta có thể kiếm token CUB sau này các bạn nhé. Dự án, một số dự án ở bên mạng OPBNB cũng đang thì phát triển, và ở bên mạng Binance Smart Chain thì họ cũng đang có một số cái thông tin là họ sẽ chuyển một số tức là một số cái dự án họ sẽ chuyển sang bên này, và họ cũng sẽ có một số cái airdrop cũng như là phát cái token cho cộng đồng. Thì chúng ta hóng trước và chúng ta làm một số dự án ở bên mạng OPBNB này để chúng ta hóng nhé các bạn nhé. Chúng ta hóng những cái kèo testnet hoặc là những cái kèo red cho chip mọi người nha. Dự án Chubby Swap, đây là một cái sàn nhé các bạn nhé, sàn swap và sử dụng mạng OPBNB. Thì bạn nào mà chưa có OPBNB thì các bạn ấn vào cái link ở bên dưới, add ở bên dưới này, thì các bạn sẽ bridge từ cái mạng Binance Smart Chain Testnet chúng ta sang mạng OPBNB Testnet mọi người nhé. Thì vào đây thì mọi người connect đến ví MetaMask của mình này. Ví dụ ở bên này thì chúng ta có là các bạn thấy là ở bên này mình có 2,1 BNB rồi. Nếu bạn nào chưa có thì các bạn ấn vào file sheet để file sheet nhá. Đây. Nói chung file sheet thì nó ít lắm, các bạn có thể mua thêm cũng được. Mua thêm ở trên mạng hoặc là chúng ta có thể mua ở ngoài cũng được. Cái này là cái gì? Tai nghe à? 1 2 1 2 3. Rồi các bạn dán ví vào đây nhá, copy lấy ví MetaMask của mình nhé. Đây ví MetaMask này, dán vào give me 0,1 BNB đấy thì là họ sẽ gửi cho mình nhá. Ok, mỗi ngày các bạn dẫn sẽ nhập 0,1 BNB. Đây thì các bạn sẽ ví dụ các bạn ở đây các bạn gửi 1,5 đi. Sang bên này. Thì các bạn ấn vào switch cái mạng mạng sang mạng BNB Smart Chain Testnet nhé. Chúng ta sẽ ấn vào deposit. Các bạn confirm ở trên ví nhé. Nếu mà các bạn nào mà chưa có mạng ấy, chưa có add mạng ở vào ví MetaMask của mình này, thì nó sẽ có cái thông tin add cho các bạn và các bạn chỉ cần add thôi nhé. Accept thôi là được. Đấy, khi mà các bạn chuyển xong rồi thì chúng ta sẽ tương tác với sàn để tham gia một số cái nhiệm vụ Testnet thôi. Ở đây thì chúng ta swap này, add và remo LP. Đấy, vào đây thì chúng ta sẽ connect đến mạng, đến ví MetaMask của mình nhé. Connect và đổi sang mạng OPBNB nhé. Đấy, bạn nào mà chưa có thì chúng ta add luôn. Ôi, chưa thể đến bên này luôn mọi người. Đây, chuyển xong rồi mà, chưa có đến nè. Vẫn vừa có 0,5 thôi. Đấy, sang rồi, sang 2 rồi. Đây. Thì chúng ta sẽ chuyển nhá. Chúng ta ví dụ chẳng các bạn chuyển một đồng sang Chubby. Chúng ta chuyển swap sang Chubby. Các bạn xác nhận ở trên ví nhá, confirm nhá. Hình như là video thì nó ghi không hiện cái MetaMask của mình ấy. Không biết là tại sao nhưng mà thấy nó ghi hết mà tất cả đều hiện, nhưng có một cái ví MetaMask mình tương tác với cái ví MetaMask này thì nó không có hiện mọi người ạ. Thế cho nên nhiều lúc mình nói các bạn bảo là không nhìn thấy cũng đúng. Đấy, thì khi mà các bạn nói chung là cái ví này mình chỉ cần upload thôi mà, hoặc là confirm thôi, không sao cả. Khi các bạn chuyển sang Chubby rồi thì mọi người ấn vào add liquidity nhá, mọi người ấn vào đây. Ở dưới thì mọi người chọn là Chubby. Các bạn có thể ấn mark lên nhá. Nếu mark lên thì các bạn thấy là ở đây nó có hết cái BNB của mình, cho nên là các bạn ấn vào 1.000 thôi. Ok, tiếp theo là các bạn sẽ ấn vào enable Chubby. Các bạn có thể đánh vào đây là 1.000. Next. Upro. Các bạn ấn vào subri nhé.
Đấy, chúng ta ấn vào Subway. Con này cũng nhanh mọi người ạ. Làm cũng nhanh lắm. Bên mạng này phí cũng rẻ nữa mọi người. Dưng hắt xì, bực mình ghê. Rồi ok xong nhá. Tiếp theo là các bạn có thể ấn vào đây để farm. Farm thì là nó là mạng chính nha. Vì thế cho nên là chúng ta không farm. Nếu các bạn muốn bridge nhá, cái link bridge ở đây luôn này mọi người này. Chúng ta vào đây bridge luôn này. Đấy, link bridge ở đây luôn, không sao cả. Tiếp theo là chúng ta ấn vào phần liquidity. Các bạn thấy là cái liquidity của mình đã có ở đây. Các bạn ấn vào đây và các bạn ấn vào remove nhé. Các bạn có thể remove mask đây. Đấy, enable. Cái này nó là thử nghiệm thôi mà mọi người nhé. Rồi. Đấy, nếu mà các bạn muốn add lại thì các bạn lại add lại thôi nhé. Và quay lại này. Đấy, ở đây là add liquidity này. Đấy, ở dưới này chọn chuỗi này. Đấy, các bạn chọn là 1.000 này. Đấy, thì lại add lại. Đấy, các bạn ấn vào Supply tiếp nhé. Rồi, xong thì nếu mà còn một nửa nữa thì các bạn vào Swap này. Mọi người sẽ ấn vào đổi lại cái chu vi này. Chúng ta ấn vào Max nhé. Để chúng ta swap sang TBNB nhé. Rồi, như thế là xong đấy mọi người ạ. Đấy, như thế là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cái dự án về Chubby Swap. Đây là một cái dự án thử nghiệm ở bên mạng OP bên ở BTS. Nếu bạn nào mà chưa tham gia dự án này thì các bạn có thể làm theo hướng dẫn của admin mình để tham gia nhé. Chúng ta hóng airdrop cũng như là rest cho chip sau này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Nếu các bạn cảm thấy hữu ích, các bạn nhớ đăng ký kênh, like cũng như là chia sẻ ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.